Các bạn ơi, đây là thành phẩm của món tôm đồng rang của mình. Nó ăn rất là thơm, ngon mà lại đơn giản đấy. Bây giờ các bạn cùng thực hiện với mình nhé. Bước đầu tiên để là rang tôm ngon ấy là các bạn trần tôm, nó vừa hết mùi tanh và sạch. Và khi mình rang tôm thì tôm nó rất là thơm ấy. Và trần tôm thì các bạn đun cho mình nước nóng này, cho chút muối vào này, còn một thìa cà phê muối này, một ít gừng này, một vài cái lá sả cho nó thơm ấy, nó hết mùi tanh ấy. Đun nước thật sôi mình cho tôm vào trần nhá. Trần xong là các bạn đổ ra, các bạn rửa sạch bỏ hết gừng với sả đi để cho tôm thật là ráo nước, sau đó mình mới mang đi rang nhé. Lúc đấy các bạn ướp tôm một chút gia vị luôn càng tốt, còn không này các bạn rang xong mình cho gia vị sau ấy. Đợi cho nước sôi lên nhé. Nước sôi lên như này rồi thì các bạn cho tôm vào. Khi nước sôi thì nó sẽ không bị tanh nhé, con tôm ấy. Các bạn cho nước thật sôi lên thì mình mới cho tôm vào, mình trần trần cho cứng con tôm và tôm nó hết tanh đi. Cho nước sôi trở lại thì mình tắt bếp nhé. Cho nó sôi lên nhé, sôi trở lại mình tắt luôn đi. Tắt bếp, rửa sạch con gà, đổ sạch đi, đổ đi cho ráo nước và bỏ hết cái phần sả này đi. Và mình ướp thêm một chút muối gia vị nhé. Rồi bây giờ mình ướp một chút gia vị nhé. Các bạn cho mình một chút muối, một chút hạt nêm nhé. Tí nữa rang mình chỉ thích ăn mắm nên cho thêm ít nước mắm, ít đường nữa là được, không thì thôi. Ướp theo khẩu vị của gia đình mình nhé. Ướp ít nhất là 20 phút cho mình nhé, cho con tôm nó ngấm. Còn không thì tí nữa mình rang mình sau, còn nếu ướp thì ướp 20 phút cho mình. Bây giờ các bạn cho mình ít dầu ăn vào nhé, chẻ ít hành vào, cho luôn một thìa cà phê đầy đường nhé, vì tôm nay khoảng hơn một lạng tôm. Đây cho một thìa cà phê đầy đường như này. Tôm mình vừa ướp nước trước rồi ấy, đảo qua cho đường nó tan chảy, hoặc là các bạn có thể là để đường nó hơi vàng một chút cũng được, không mình chỉ cần để đường nó tan ra là được. Nóng thêm một chút nữa cho đường nó chảy ra nhé. Bây giờ các bạn cho tôm vào xào mình nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình ít lá chanh nhé thì nó sẽ ngon hơn ấy. Khi mà mình rang mùi tôm nhé, không cần quá nhiều lá chanh nhé. Có đường thì tôm nó sẽ ngon hơn ấy, nó cứng con tôm ấy. Và món khi nào con tôm chúng ta nó không mặn quá ấy. Muốn thơm hơn thì tí nữa các bạn cho mình một chút nước mắm vào. Các bạn có thể cắt dâu tôm hoặc là các bạn cứ rang đi, sau dâu tôm nó sẽ tự gãy ấy. Các bạn cứ rang cho mình với lửa vừa nhé, rang để khô con tôm là được nhé. Cho nhiều đường hơn thì màu nó sẽ đỏ hơn đấy. Mình cho hơi ít đường. Tôm nó khô hơn ấy, mình rang khi tôm nó khô hơn, mình cho nhỏ lửa hơn để cho nó đỡ cháy và để cho tôm nó khô hơn nữa. Các bạn nào thích ăn dầu ăn nhiều thì có thể cho thêm một chút nữa vào
khi mình luộc con tôm rồi mình rang thì tôm nó khô hẳn ấy, thì con tôm chúng ta nó rất là cứng và thơm ấy, và mình không cần phải rang hai lần ấy. Còn nếu không luộc qua con tôm ấy, thì các bạn phải rang hai lần thì tôm nó mới ngon nhé. Khi rang hai nửa, rang một lần xong đó các bạn cất bếp, các bạn cho thêm một chút dầu ăn nữa, các bạn rang lần hai thì nó sẽ ngon hơn ấy. Để con tôm ngon hơn mình cho thêm một chút dầu ăn nữa, các bạn vì chồng mình thích ăn nó ngậy một chút ấy. Để rang thêm 5-10 phút cho nó ngậy lên. Các bạn thích màu nó đỏ hơn thì các bạn cho thêm ít dầu ăn nữa, để cho cái dầu ăn nó chuyển sang cái màu vàng cánh gián ấy, thì tôm nó sẽ đỏ hơn ấy. Đây mình cho nhỏ nhỏ bớt về, tôm rất là thơm rồi. Và những cái dâu tôm ấy nó quyện là nó bị gãy ra ấy, nó thành một cục như này này các bạn. Đấy, nên các bạn không cần cắt dâu tôm cũng được ấy, các bạn cứ rang ấy. Sau nó sẽ đấy, mình bỏ cái cụm này ra là mình sẽ hết những phần dâu tôm. Đây chỉ còn toàn dâu ở ít hành ấy, nó quyện vào. Đây các bạn cho mình ít lá chanh, cho lá chanh nào. Ok, mình xong tôm rang rồi. Rang này nó rất là giòn và thơm ấy, chồng mình thích ăn rang kỹ nên mình rang nó hơi giòn một chút ấy, giòn kỹ một chút như này thì ăn nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Con này nó to nhưng mà không được vàng lắm. Rồi xong rồi đấy ạ, món tôm đồng ra của nhà mình đấy ạ. Bây giờ mình đã xong rồi, mình đi thưởng thức ạ. Vì các bạn mình nhà chồng mình nói là chồng mình thích ăn nó giòn ấy, nhưng mình rang nó hơi kỹ một chút đấy, các bạn có thể rang nó không kỹ như mình nhá, nhưng mà rang như này nó sẽ rất là thơm ấy. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhá. Hôm nay mình sẽ làm món tôm rang thịt với các bạn nhá. Nguyên liệu ở đây thì rất là đơn giản thôi, các bạn chuẩn bị cho mình khoảng 300g thịt lợn này. Tôm mình chuẩn bị ở đây là 200g này. Tôm thì các bạn bỏ hết dâu đi và bỏ cái phần bẩn ở bên đầu tôm và cái chỉ ở tôm đi. Và các bạn rửa sạch. Gia vị ở đây gồm có nước mắm này, muối này, đường này, hạt lêm này, tỏi băm này, hành tím băm này. Và bây giờ mình sẽ đi chế biến các bạn nhé. Các bạn bắc một cái chảo lên bếp và các bạn cho thịt vào, các bạn áp thịt để cho thịt của chúng ta ra bớt mỡ ra nhé. Và các bạn dùng thịt ba chỉ hoặc là thịt vai thì là sẽ là ngon nhất như hôm nay, hoặc là nếu không thì các bạn dùng thịt lợn phần nào cũng được. Còn không thì là dùng ba chỉ là ngon nhất các bạn ạ. Vì trong tủ nhà mình hôm nay hết thịt ba chỉ nên mình dùng thịt này. Các bạn cho lửa nhỏ để cho cái phần mỡ ra bớt đi. Đây phần thịt của chúng ta xém hơn và ra bớt mỡ đi thì ăn sẽ ngon hơn các bạn ạ. Cả miếng thịt cũng sẽ rắn hơn. Các bạn dùng chảo chống dính nhé. Bây giờ mình cho lửa to hơn một chút. Bây giờ các bạn nhẹ nhàng cho thịt ra hai bên ria và mình sẽ cho tôm vào sữa để tôm của chúng ta sẽ thơm hơn, sẽ cứng hơn. Mình rán tôm ấy, rán tôm sơ sơ xong được rồi, như rán thịt này mình sẽ cho tỏi và hành thơm vào mình phi lên. Còn gia vị tí nữa mình sẽ cho xào cùng sau.
Và vì món này mình phải xào lâu cho nên các bạn yên tâm, gia vị mình xào xong nhưng nó sẽ rất là ngấm, vì món tôm rang thịt này mình phải nấu kỹ mà. Các bạn có thể nấu hai lửa càng tốt, thì tôm chúng ta càng khô ăn càng ngon. Mình xào trước này để tôm của chúng ta ngấm dầu và sẽ khô hơn. Không cần phải cho dầu ăn thêm đâu các bạn, vì thịt nó đã có mỡ rồi, nó ra mỡ như này ấy. Mình không cần cho nhiều. Đấy, cái màu thịt nó tự thịt nó ra màu, các bạn thấy không? Để mình bỏ lẫn này. Hôm nay mình sẽ không cho dầu điều nữa, và mình để cho cái màu tự nhiên của tôm thịt các bạn. Tôm mà các bạn không dùng tôm này thì các bạn có thể dùng bằng tôm đồng ấy, tôm nhỏ ấy, tôm riêu ấy, ăn cũng rất là thơm, rất là bùi. Tôm này bây giờ mua rất là dễ, nhưng tôm đồng thì khó mua hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cho hành tỏi vào chút hơn. Để lại một chút hành thơm được. Cho lửa nhỏ nhé, để cho không bị cháy. Và hành tỏi của chúng ta sẽ thơm. Mặc dù không có thịt ba chỉ nhưng mà nhìn thịt có lẫn mỡ này nên nhìn thịt của chúng ta rất là ngon. Khi hành tỏi thơm rồi thì các bạn xào lẫn nhé. Và bây giờ mình nêm nếm gia vị và mình sẽ xào đến khi nào tôm của chúng ta khô chắc và ngấm gia vị là được. Các bạn cho hết cái phần gia vị cho nãy mình chuẩn bị vào. Một chút đường, khoảng hơn một thìa đường, một thìa bột canh, một thìa hạt lêm. Và mình sẽ cho nước mắm vào luôn. Nước mắm ở đây mình cho khoảng một thìa cà phê thôi, không cho nhiều, không là sau mà mặn quá thì mình sẽ không chữa được. Bây giờ mình sẽ đảo đều lên. Món tôm rang này bắt buộc phải có đường nhé các bạn nhé, thì tôm của chúng ta màu mới đẹp và mới cứng được, ăn mới ngon. Mình sẽ rang đến cho khi gia vị ngấm đều và tôm khô là được. Tôm khô là con tôm của chúng ta nhìn thấy cái da là trong đi, và nhìn thấy phần thịt bên trong và cái da còn cái vỏ con tôm ấy nhìn nó phồng lên là được các bạn. Mình rang tôm với lửa nhỏ như này đến khi tôm khô và màu cũng sắc cũng đẹp rồi thì thôi các bạn ạ. Và bây giờ các bạn nêm nếm lại gia vị cho mình. Nếu vừa miệng rồi thì thôi, còn nếu chưa thì các bạn cho thêm một chút mắm vào nhé. Bây giờ mình thấy vừa miệng rồi, mình chỉ cần cho thêm một chút mì chính nữa là được. Cho tôm chúng ta thơm đi. Cho tôm chúng ta ngọt thôi. Rồi là mình cắt bớt các bạn. Các bạn có thể cắt hành nắng lên trên nhé, hoặc là dùng phông như này để tôm trắng là được. Thì mình đã có hành phi rồi. Mình rang hơi kỹ để cho cái phần thịt của chúng ta cái màu sắc nó đẹp hơn ấy. Và tôm của chúng ta cũng vậy. Bây giờ các bạn nhé, để kiểm tra xem món tôm chúng mình đã đạt chưa, đã ngon chưa ấy, thì mình sẽ lấy một con tôm nhé cho các bạn xem nhé. Các bạn nhìn thấy không? Con tôm của chúng ta đây, cái vỏ đã giòn này, như thế này là đã được rồi đấy. Đây ạ, và vỏ con tôm cũng đã phồng lên như này, nó rất là ngon như này rồi. Mình rang với lửa nhỏ thì tôm sẽ không bị cháy và sẽ khô từ từ, để nhìn màu sắc rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ bày ra đĩa và thưởng thức nhé. Món tôm rang thịt này rất là hấp dẫn này các bạn ạ. Các bạn ạ.
Màu của thịt cũng rất là đẹp, màu của tôm cũng vậy. Đây là thành phẩm của mình đấy, các bạn nhìn thấy rất là hấp dẫn đúng không các bạn? Nếu các bạn thích thì hãy like và chia sẻ video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình.